Tại nhiều địa phương trên cả nước, thì công tác phòng chống dịch COVID-19 và cách ly y tế những trường hợp có khả năng nhiễm bệnh đang được thực hiện nghiêm túc và khẩn trương. Tại Sóc Trăng, Trường Quân sự Quân khu 9 phối hợp với Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng tổ chức trao giấy chứng nhận cho 602 công dân Việt Nam và người nước ngoài lao động học tập ở vùng dịch COVID-19 đến Việt Nam đã qua cách ly tập trung 14 ngày an toàn và được trở về gia đình. Tại Sơn La, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh vừa bàn giao 35 công nhân và trao giấy chứng nhận hết thời gian cách ly y tế tập trung. Các công dân đều bảo đảm sức khỏe, không có dấu hiệu nghi liên quan đến COVID-19. Tin từ Sở Y tế Tuyên Quang, trường hợp nghi nhiễm COVID-19 là nam giới quốc tịch Pháp đang lưu trú tại khách sạn Mường Thanh, thành phố Tuyên Quang và 4 người tiếp xúc gần với trường hợp này đều có kết quả âm tính. Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình tiến hành kiểm tra cách ly 45 người trên xe khách từ Thái Lan đi qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Để tháo gỡ khó khăn cho cá nhân, doanh nghiệp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã triển khai các biện pháp hỗ trợ cho khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID-19 vay vốn ngân hàng. Đến nay đã có trên 637,5 tỷ đồng hỗ trợ cho các cá nhân, doanh nghiệp. Để bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân và du khách trong khi đang có dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định tạm dừng đón khách tại các điểm du lịch, di tích và một số hoạt động tập trung đông người từ 0 giờ ngày 18 tháng 3 đến hết 24 giờ ngày 31 tháng 3.